đây là Kim Jong Hyuk. Người sát cánh cùng với anh đó là tay vợt nữ Lee Juli. Để có mặt trong trận bán kết ngày hôm nay thì Kim Jong Hyuk và Lee Juli đã đánh bại đôi vợt đến từ Đài Bắc Trung Hoa ở vòng tứ kết, đó là Wu Shanchun và Wang Zhumin. Chiến thắng với tỷ số 21-16 và 21-13. Cũng vượt qua đối thủ sau hai set đấu ở vòng tứ kết, đó là Piyajachula và Pranata. Họ vượt qua hai tay vợt người Đài Bắc Trung Hoa, đó là Liao Chaopang và Liu Chaoyu, với tỷ số 21-17 và 21-17. Lúc này thì thứ hạng của đôi vợt người Indonesia đó là vị trí số 52 thế giới. Trong khi đó thì thứ hạng của Kim Jong Hyuk và Lee Jun Min là vị trí số 99 thế giới. Trận đấu chuẩn bị được bắt đầu với quyền phát cầu đầu tiên thuộc về Pranata. Tình huống phát cầu quá ngắn của Pranata. Và đập cầu rất uy lực của Kim Jong Hyuk. 2-0. Pha đẩy cầu sâu rất tốt của Hiyazakura. Cả ba đối thủ đầu tiên của đôi vợt người Indonesia ở giải đấu này đều là các tay vợt đến từ Đài Bắc Trung Hoa. Phải đến trận bán kết ngày hôm nay thì Hiyazakura và Pranata mới đối đầu với một đôi vợt khác không phải đến từ Đài Bắc Trung Hoa. Trước đó là tình huống xử lý cầu lỏng rất hay của Lee Julim. Và xử lý cầu lỏng đó đã tạo cơ hội để cho cô có thể dứt điểm ở tình huống sau. Phòng ngự không thành công. Đối vợt của Hàn Quốc đang chiếm ưu thế ở thời điểm đầu trận 7-1. Hỏng của Pranata. Tay biệt đang ngày càng được nới rộng cho đôi vợt của Hàn Quốc. 9-1 rồi. Tình huống phát cầu lỗi của Kim Jong Hyuk. Cho đôi vợt của Hàn Quốc. 10, 2.
11-2. Rất nhiều những tình huống xử lý lỗi của Hiyajula và Panata, cũng một phần bởi đối thủ đang chơi rất ổn định và có những đường cầu sắc sảo hơn. Trận đấu ngày hôm nay là lần đầu tiên Kim Jong Hyuk, Lee Yoo Lim đối đầu với Jaffa Hiyajula và Asia Panata. Và ở lần đọ sức đầu tiên giữa hai đôi vợt, hai tay vợt của Hàn Quốc đang cho thấy sự nhỉnh hơn, ít nhất là ở thời điểm đầu trận này. Đôi vợt là giống số 1 Panata và Hiyajula thường có thói quen lực cuộc tương đối chậm. Đây là điều mà họ đã thể hiện từ đầu giải tới giờ. Phải tới giữa set đấu thứ nhất hoặc là sang set 2 thì đôi vợt của Indonesia mới thực sự có được cảm giác cầu tốt nhất, cũng như thể hiện một phong độ tốt hơn. Còn trong những trận đấu trước thì hai tay vợt của Indonesia cũng thường ở đầu rất chật vật. Ngày hôm nay cũng như vậy. Lúc này thì họ đã để cho Kim Jong Hyuk và Lee Yoo Lim tạo ra khoảng cách tới 10 điểm. Tình huống tấn công rất nhanh của Hiyajula. Tình huống đẩy cầu sâu tốt của Hiyajula. Không phải, như vậy là chúng ta xác định cầu ngoài. Rất nhanh. Tình huống tấn công sát lưới của Lee Yoo Lim. Không được. Trận đấu thứ nhất này 18-6 nhưng về phía Kim Jong Hyuk và Lee Yoo Lim. Không thành công của Kim Jong Hyuk. Rất tốt.
cú đánh ghi điểm của Kim Jong Hyuk với 9-8. Chiến thắng ở trong game đấu thứ nhất đã ở rất gần đối vợt của Hàn Quốc. Rồi rất nhiều cơ hội để kết thúc game đấu này cho Kim Jong Hyuk và Lee Ju Lim. Cầu ngoài. 10, 20. Rất hay. Những phòng ngự của Kim Jong Hyuk đã biến thành một pha phản công sắc sảo và mang về cho anh cùng với Lee Ju Lim điểm số quyết định ở trong game đấu đầu tiên. Một chiến thắng áp đảo của đôi vợt hạt giống số 3 trước đôi vợt hạt giống số 1 ở game đấu thứ nhất.3-0. Hey.
Tỷ số được nâng lên 5-3 cho Kim Jong Hyuk và Lee Ju Lee. Và xử lý nhanh bất thành của Banata 6-3. Banata đã sửa sang. Rất tốt. Và xử lý cầu ngắn chất lượng từ phía Banata. Cầu trong sân. Vừa rồi là tình huống bỏ cầu không tốt của Hideya Chula. Cầu ngoài rồi. Đội vợt Hàn Quốc vẫn đang liên tục duy trì lợi thế dẫn trước. Nâng lên cho đôi vợt của Indonesia 9-8. Họ đã vượt lên. Trong ngày thi đấu bán kết hôm nay thì hai đại diện của Việt Nam đó là Lê Đức Phát, nội dung đơn nam, và Nguyễn Thùy Linh, nội dung đơn nữ, sẽ thi đấu ở các trận đấu thứ 3 và thứ 4 trên sân trung tâm. Cầu của
đường cầu thẳng vào người của Lily. Giống như rất nhiều trận đấu trước thì đội bóng đứng số 1 Kirayachula và Panata luôn thi đấu hay hơn ở thời điểm trận đấu kéo dài về sau. Họ thường được cuộc rất chậm. Game thua thứ nhất trước Lijunin và Kim Jong Hyuk cũng là game thua thứ 3 của Kirayachula và Panata ở giải đấu này. Họ đã để mất 3 game đấu và đến thời điểm hiện tại. Vanata trong các cầu vừa rồi tình huống 2-1 nhưng Vanata tỏ ra quá bản lĩnh và đẳng cấp. Mubinko đã xử lý mọi đường cầu khó của đối thủ ở phía cuối sân.
rồi sau đó lên lưới và bỏ nhỏ thành công. Rồi sau cầu ngắn của Granata, 14-16. Chula và Pranata vẫn đang duy trì khoảng cách 3 điểm so với đối thủ. Người 95 cho đội vợt của Indonesia. Của Hiranya Chula như phía trước vẫn là những cơ hội game point để cho đội vợt hạt giống số 1 có thể giành thắng lợi trong game đấu thứ 2. Cầu ngoài và như vậy đó cũng là tình huống cuối cùng ở trong game 2. Thắng lợi đã thuộc về Pranata và Hiranya Chula. Một lần nữa thì đôi vợt người Indonesia lại có được chiến thắng trong game 2 ở giải đấu năm nay để có thể đưa trận đấu của mình vào game đấu thứ 3 quyết định.
Không được, tấn công đưa cầu đi dính lưới của Kim Jong Hyuk. Là đến cho bây giờ là số 1. Không cho đối thủ có cơ hội của Hideyasu Chula.
không có sai lầm nào. Tiếp đó là một pha cầu leo lưới của Biulin. Số lúc này đã là 9 đều rồi. Một màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng đang diễn ra trong game đấu thứ 3. Cầu ngoài, cầu hơi mạnh của Hiyakula. Thêm một điểm số nữa cho Hiroyuki và Konata.
rất khó chịu của Hideyoshi là. Một tình huống mà Kim Jong Hyuk chủ động bỏ cầu nhưng không chính xác. Rất ổn định của Lee Jun-in. Điểm cho đôi vợt người Indonesia.
Đó có thể là một tình huống mang tính bước ngoặt của game đấu quyết định này. Panata 20-16, đội vợt hạt giống số 1 đang chuẩn bị thực hiện thành công màn ngược dòng của mình. Tấm vé vào chơi trận chung kết đã ở rất gần với Hiyachula và Panata. Panata đã ghi được điểm số quyết định. Chiến thắng sau 3 game đấu đã giúp cho Hiyachula và Panata giành quyền vào chơi trận chung kết. Mặc dù đã để thua ở trong game đấu đầu tiên, nhưng như một thói quen thì càng chơi càng hay. Hiyachula và Panata đã kịp thời trở lại trong 2 game đấu sau đó để vượt qua đối thủ đến từ Hàn Quốc, đó là Kim Jong Hyuk và Lee Yu Lin. Tỷ số chung cuộc là 10-21, 21-27, 21-17.